Everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game hả? Một con game phi đồ rất là thơm và đặc biệt là ngoại trang, đồ quần áo, đồ và đánh boss cực ngon nè hả? Đó. Đó là con Cũ Thiên H5. Ok, chuẩn bị mở server đầu tiên, server S1 nha anh em. Đó. Oh man. Đánh boss vơi vãi. Ôi, ta đánh hết luôn, ta đánh hết cái đám boss này luôn. Đó, đang mượn nè, và vào quẩy hả? Đó. Ok, mấy con này là vô là một hit hết. Boss này là boss cá nhân thôi, chưa đánh boss giả ngoại. Boss giả ngoại thì nó có cái lớp thiên nữa rồi phải. Bản này thì là một cái bản mà hình như là nhớ không lầm là nó cho chúng ta là tới chuyển sinh cũng khá nhiều hả? Chuyển sinh tới gần 10.000 lần á. Á đù. Trời, má máu trâu vậy. Máu dày rồi quýnh chừng nào xong. À, gặp con thú chuyển sinh 1.000 hay là 100 gì nè. À, mẹ nó máu kìa, trời ơi. Nó quýnh mình không chết nhưng mà mình thấy hơi bị vô phương cứu chữa anh em. Ok, trong thời gian nó đánh chắc để nó đi. Ô, quay ra luôn. Nè, chuyển sinh 1.000, má ơi. Má hú luôn. Nhưng mà mấy con này thì nó sẽ có vé nạp ha. Cái này anh em mở ra thì sẽ được nạp game lần đầu luôn ha anh em. Đó, ta gọi là nạp đầu đấy. Và đánh boss thì sẽ có rơi đan chuyển sinh nữa ha. Ok man, bí cảnh. Bí cảnh thì trong này cũng không có cái gì nhiều. Chỉ có con boss máu hơi yếu thôi ha. Đâu rồi? Ừ, đánh xong rồi đứng chờ. Rồi hần vật cái boss giả ngoại thì nó cũng na ná nhau thôi ha. Nè, vô bây giờ chúng ta sẽ lượn một vòng quanh cái hạt nữa. Đây hạt của top nè. Lực chiến là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 là cái này là số 1 tỷ nè, 79 tỷ lực chiến. Đó. Con này 69 tỷ lực chiến, con này 66 tỷ. Bà heo hít con này nhất nè. Oh man, đứng mà có người cầm quạt đồ nè hả? Trời ơi, che lọng, che khung đồ hả? Con lành. Đồ chuyển sinh 300 kìa, vãi cả lần. Con này chuyển sinh được bao nhiêu rồi? Chuyển sinh nó coi ở đâu ta? Đây. Chuyển sinh 1592. What the hell? Trời ơi. Má chuyển sinh thiệt chứ. Coi chừng nào lên được cái chuyển sinh còn lại ta. Ê, như lên được nè. Lên được không? Không. Dạ còn nhiều lắm. Lên tới đây chắc là phải chạy bó bản dữ lắm luôn á. Đây lực chiến chuyển sinh nè, 2, 4, 6, 8, 10. Cũng 10 tỷ lực chiến chứ ít ỏi gì trời. Rơi gốm thiệt chứ. Ôi, man. Vô đồ trang bị hần đồ nè, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 5 tỷ mấy, 5 tỷ mốt, 5 tỷ. Oh man. Trời ơi, trời, thần vũ hả? Ok, vũ khí kìa. Trời ơi, 2, 4, 6, 8, 9, 200 mấy triệu lực chiến. Trời ơi. Bảo vật ít ha. Chiến văn cũng ít luôn. Có thời trang là hơi bị ngon. Nó đù. Tăng sao hả? 2, 4, 6, 8,
11. Vâng, 11 tỷ anh em. Ồ. Thơm thơm thơm. Ngon đó, ngon đó. Còn rèn, rèn thì chắc lười rồi, không rèn rồi. Ok. Ồ, đã đầy luôn hả? Gơi hả? À, ở trong này chưa nâng hết nữa nè anh em. Còn cái nâng cái này rồi tới bao giờ? Mới level 28 à. 29, 30. Ok, thôi chúng ta đến với thông tin server cả nha anh em. Để nó đi, để nó đi. Đây, thông tin server. Nè, đó. Cụ Hiên H5 khai mở server S1, thời gian ra mắt 10 giờ ngày 1 tháng 1 2021 ha. Link tải game fanpage, đăng nhập lần đầu chúng ta sẽ nhận được VIP 15, 1 tỷ kim nguyên bảo cấp 80, một bộ thời trang siêu hot ha. Nhận code like share bằng cách like share comment ha. Gồm đang chuyển sinh đá thời trang, rồi biên đang chuyển sinh thời trang 2 gì nữa nè hả. Game cài cuốc BK phiên bản 2021 độc quyền nhất tại Việt Nam. Các tính năng game nè. Event là vật phẩm duy nhất không nơi nào có hả. Vào game là đưa đồ hần, đánh quái rơi thần thí, cài kim nguyên bảo rơi một ải, boss rơi đầu hần tu vi chuyển sinh, giết boss có tỷ lệ rơi bao lì xì 3k 5k 10k, tương đương với hẻ nẹp kem, chuyển sinh từ 1 đến 9999. Rất nhiều các phụ bản hàng ngày cho anh em thả ra cài cốt ha. Rất nhiều thời trang đẹp liên tục được update, đầy đủ các chiến trường liên server, điện thoại chơi nuột, máy tính cài ngon ha. Đua top lực chiến 7 ngày, top 1 nhận gói thời trang Cũ Hiên nhân 10. Cũ Hiên 10 sao nhân 12. Vũ khí Cũ Hiên 12 nhân 2. Đó là Cũ Hiên 10 nhân 2, 10 sao nhân 2. Rồi giáp 10 sao cũng nhân 2, bao lì xì 10k. Kim nguyên bảo nhân 50 ha, đá thời trang nhân 10.000. Ok. Còn đấy, nhìn thấy khá ngon ha. Tạo tài khoản vô là có đồ đàng hoàng ha. Đó, lực chiến cũng tỷ tỷ như vậy nè. Oh man, anh em nhìn thấy cái top không? Giờ có nè, cài bừa đấu trường nè. Đâu rồi? Đây. Level 200 mấy. Đó. Vô nó cũng một hit thôi anh em. One shot ha. Đó, đó. Gơi hồn không? Đó. Nhìn qua cái này là nhìn thèm liền, chảy nước miếng liền, mờ lem luôn á chứ. À, ngoài ra đây còn có nhiều đồ. Điểm danh một ngày được 1.800 chuyển sinh đan hả? À, ừ quên hồi nãy giờ vô trong túi của ông top này mở coi đồ nữa nè. 11.000 mấy. Đồ. Wow. Đủ chuyển sinh chưa? Dư luôn. Oh man, chuyển sinh nữa kìa. Ôi trời 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 trời, má ơi à. 1.000 mấy mà chuyển sinh như là đang giỡn vậy anh em. Oh man. Trời ơi, đá chuyển sinh trong này là vô bờ bến. Rồi trong này còn có bao lì xì nữa nè, cắn luôn giùm cho. Trời ơi, 30k gì nữa nè, một nồi bao lì xì luôn. Wow, ông top này có bộ chịu khó cài cuốc dữ. Ở đây còn gói quà nữa nè anh em. Vì trang bị chuyển sinh 2.003, rồi chưa mệt, chưa ăn được. 1.800, 2.000, rồi tiến giải 23, chuyển sinh 3.500, 3.500 tiếp. Trời ơi, đá thời trang, gói vật phẩm nữa nè hả. Wow. Trong rương của ổng là một bầu trời ao ước của nhiều ông chơi game. What the hell. Đang nhận quà nè hả. Đó, thấy không.
Cái gói đó là gói nạp đấy anh em. Bấm vào là nó nạp, chúng ta sẽ nhận quà nạp ha. Phê phê phê. Chỉ cần đánh phó bản là chúng ta sẽ có quà hả? Em nghĩ là... Oh man nè, nhận nữa nè. Trời ơi, ăn có mấy gói đó không mà nhận một nồi nè. Wow. Ok, à ổng xài gần hết mẹ nó Kim Nguyên Bảo rồi anh em. Cái này phải để cho nó trend lận hả? Ok, mà giờ lên cấp này chắc đâu có cần Kim Nguyên Bảo. Lên cấp này là bây giờ đổi trang bị, đánh quái, đánh tướng đồ lên thôi chứ lực chiến đồ cả nùi rồi. Tính ra là hình như là 200 mấy ngàn lực chiến đó anh em, 200 mấy tỷ lực chiến gì rồi. Chơi bời gì cái này nữa. Cái này vô kêu chiến coi. Trời ơi, rùi mũi. Thiệt luôn á, cái này là rùi mũi luôn á. Cái này là đang nó đang lướt map nè. Trời ơi, nhìn như đánh quái thường vậy anh em ơi. Thiệt chứ. Boss là hơi hỏi nói hả? Vô gõ vài cái. À con này chuyển sinh 1000 lần ăn ăn không nổi đâu. Con 18 nè. Rồi xong chưa, xong chưa. 2 giây. 1 giây. Rồi. Ừ cứ đánh vậy là nhận được đang chuyển sinh hả? Ngon lành chứ bộ. Còn thời trang mới nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ đem cái cánh nào đẹp đẹp ra để. Đó, ở đây có nhiều cánh đẹp lắm. Cánh VIP đâu hả? Nè cái cánh này, nãy con ngoài mình đang xài nè. Đó, nhìn đẹp ghê, trời ơi, quá hợp với nó luôn chứ. Ok. Phải đi kiếm cái vũ khí cho nó cầm, cho nó đẹp. Chứ ở đây còn nhiều cái vũ khí lắm nè. Này, cái kem hả? Trời ơi, mùa này cầm kem ăn là hết ý. Kiếm rồi quạt ba tiêu. Ủa, cái này bóng bóng mà. Đầu cây hương nhìn ngầu á. Đao này của Quang Vũ hả? Kiếm đồ cạn kiểu rất là nhiều luôn. Trời, có búa xuyên không rồi đó nè. Rồi, nhắc lại thông tin server hả? Chúng ta có Củ Thiên H5 khai mở S1 server 1 vào 10 giờ ngày 1 tháng 1 2022, chứ không phải 2021 hả? Đăng nhập vào game tặng VIP 15 1 tỷ Kim Nguyên Bảo cấp 3 cấp 80, một bộ thời trang siêu đẹp, siêu VIP ha. Thần trang được cái kiểu lực chiến tỷ tỷ ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Game chơi được trên Android, iOS và PC luôn nha anh em. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok.